nên bạn tập với THOL sẽ không có cảm giác chờ máy, tại vì máy nào VIP anh chỉ mua hai cái thôi. Wow. Tiền nhiều lắm mày ơi. Thật sự không có gì á. Nó có chung là có tiền mới làm phiền thiên hạ mấy em. Có thằng nó chờ Di xưa nó chuyện dễ thương, giờ Di nó từ ngày anh Di có mẹ chứ có nhà Di nó chuyện hay ghét. Ôi tao nói chuyện hay ghét sao mày không có mẹ chứ có nhà đi. Hồi xưa tao cũng nghèo như mày, mà giờ tao khác rồi, còn mày nghèo bền vững vậy. Mày nghèo bền vững vậy. Ví dụ như mấy em mở phòng game, mấy em chơi được, mấy em chơi ok, mấy em có tiền mua máy ok, mốt máy Di xài cũ Di chán gì mà cho. Di xài cũ Di chán gì mà cho. Nhưng mà tao thẳng cho. Cho. Kêu xe ba gác tới tháo máy chở máy về đi. Wow. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Nhanh đi mấy em, một video mình thời lượng 15 phút thôi chứ tụi em kéo quá. Dựng cũng cực, làm cũng cực, quay cũng cực, không có lời. Chúng ta một lần nữa quay lại với cái máy tập quyền thoại và tay. Đây là cái máy nó quyền thoại đó mấy em. Nó quyền thoại cho những lớp người đi trước đó, và quyền thoại luôn cả lớp trẻ sau này. Tại lớp trẻ sau này thích tập chuột lắm. Còn những cái quyền thoại đi trước người ta không thích những bài mới, người thích những cái bài trên cái máy quyền thoại này nè. Bởi vì cái máy quyền thoại đó nó làm con người quyền thoại. Thì ở bên quận 12 á, anh đã từng mô phỏng với tụi em một cái máy giống vậy rồi. Nhưng mà nó là máy leverage. Giá trị của máy đó là 20 triệu, còn cái máy là 80 triệu. Thì chúng ta cùng nhau xem cái 20 triệu với cái 80 triệu nó khác nhau sao. Thứ nhất là cái 20 rẻ tiền hơn rồi, nhìn là thấy bèo rồi nha. Nhìn là thấy bèo, chất tạ vô nhìn thấy nó lúa và nó cơ học rồi đó. Còn cái máy này nó sang nè, thiết kế nè, thấy không? Đó, sơn xiết này nọ kia, đó, sắt thép đồ gì đóng đẳng hơn hết. Nên nó là 80. Đây là cái bài tập tốt nhất cho tay, dễ tập nhất mà tốt nhất nữa. Bởi vì tiền nào của đó mấy em, không? Rồi, tưởng người vô. Cái bài này quan trọng là cái chân để sao cũng được hết á. Quan trọng là cái ngực, cái ngực bằng chỉnh cái ghế hay sao cho cặp vú và đừng có cạ vô đây. À, nhắc tới vú mới nhớ, bài tập thì nghiêm cấm chỉ định các chị em phụ nữ. Thật sự luôn, các chị em phụ nữ tập bài nào mà tựa ngực á, đừng tập. Tựa ngực về nó lép, nó lép ngực của bạn nó phẳng, nhìn kỳ lắm. Đó, nên các chị em phụ nữ không tập bài này nha. Đó, tựa ngực vô nè. Bạn phải tựa được cái vị trí nào mà bạn cảm thấy mạnh mẽ và khỏe nhất, rồi kéo lên thôi. Bài tập bao vô, tập xong sủi tay. Hơi động nha. Hổ vô mồi. Lên tạ. Ở cái máy Slotterai nó có đặc điểm chung là đường đi nó rất là mượt. Máy 80 triệu mà nó mượt lắm. Còn mấy cái máy khác nó sực, nó khó chịu. Thì bạn tập rồi bạn mới hiểu gì nói cái gì. Nó tạ dumbbell nó không cho vào được cái cảm giác đó. BT đấy bạn tạ dumbbell 10kg. Có những mấy ông bố chế bài cực gì, cực mà nó thật sự cực dốt, nhiều khi nó hơi nặng. Chế bài cực dốt. Thật sự luôn, khi mình 10kg bự vậy hả? 10kg bự vậy hả? Thấy mẹ ơi. Tập đi nè. Ông má làm ngầu lắm. Thấy nguy hiểm không? Tập vậy mới chịu. Xin lỗi đồng chí, tập vậy làm cái con khỉ gì. Thấy mấy đồng chí tập rồi mà lịch sự không nói thôi. Giờ lên video nói cho nhiều người biết nha. Không có tập như vậy. Cái động tác này không có nghĩa vậy đó. Không có nghĩa vậy đó. Nó tập gì tập mẹ vậy đi. Đúng không? Đỡ phiền thiên hạ nữa mà nó tốt hơn nhiều. Còn tự nhiên tập vị trí này ông vô duyên vừa thông nổi chiếm dụng cái máy người ta, đúng không? Cái máy người ta tao đang tập đầy vô ông ngồi máy gì cũng sầu lắm. Wow. Bỏ đi, sâu lắm nè. Phân tích cho bạn nghe, khi mà chúng ta có một điểm tựa thì cái sự chuyển động chúng ta cần phải liên tục. Nó cần phải có lực kháng. Kháng là do cái máy nó gây ra. Đó là ý nghĩa của bài tập Shadow Try. Còn ông tập cái kia, ông tập Freeway, đúng không? Freeway nó đung đưa, nó tự nhiên theo sự chuyển động.
cổ này nó ăn nhờ lực kháng. Ông đêm làm vậy mất mẹ lực kháng, đêm bèo làm gì có lực nào kháng, đúng không? Mà nó cũng không được một cái sự chuyển động liên tục và mượt nữa. Cái sự chuyển động liên tục nó quan trọng chứ, đúng không? Thấy chuyển động liên tục không? Đó. Bạn muốn nhanh muốn chậm gì cho bạn ghiềm ra thôi. Chứ còn bằng tập tự nhiên là nó chuyển động rất là liên tục, nó đâu bị sực sực như nãy đâu. Giống như cái bóng đèn vậy bạn. Bóng đèn bây giờ là nói là gì, cái tần suất mà chớp tắt là bình thường điện quang 50 lần đúng không? Tức là 50 hạt một tần số lần giây. Thì đương nhiên là nó làm sao bằng được cái 100. Cái 100 nó nhanh hơn. Nó 100 nó nhanh hơn, làm cho mình cảm giác nó liên tục hơn. Nên cái máy này nó chỉ có ý nghĩa khi tập như vậy thôi. Bộ máy ăn bố cầm dumbbell ra tập giống nãy là cực kỳ tầm bậy và cực kỳ sai. Ai đang tập bỏ đi, không có ý nghĩa gì hết đó. Cục dumbbell là freeway. Cục dumbbell là freeway. À nhưng mà quên, tại mấy phòng kia không có máy này nên tao chế mấy em. Bộ máy ăn bố dumbbell ra tập giống nãy là cực kỳ tầm bậy và cực kỳ sai. À nhưng mà quên. Quên. Không phải chế được máy này, có người ta chế được cái ghế dốc á. Cái ghế đẩy ngực có thấy chưa? Đứng đầu rồi nè. Cái ghế đẩy ngực á, ghế chỉnh dốc lên đằng kia kìa, đó đẩy ngực để vô nè. Trong khi thằng tập ngực nó gai nãy giờ rồi đó nha. Nó gai chứ. Cái máy nó đang chờ nó đẩy ngực. Ông vô tập tay. Không có đúng. Nên ở cái bài này tập chúng ta phải biết hưởng. Hưởng cái gì? Chúng ta đang hưởng một cái sự chuyển động nó liên tục của cái dòng máy. Wow. Đó. Và cái khả năng nó kháng. Nó kháng chúng ta lại. Chúng ta phải dùng lực chúng ta bóc nó ra. Ví dụ nè. Cái điểm ngay đây đi. Nè, má lên méo nổi nữa. Dạ nó mẹ chứ. Chỉ có cái máy đùm máy này mới có thôi. Chỉ có máy này thôi. Nhờ sự liên tục bạn mới làm được cái chuyện đó. Nhưng mà khi bạn làm được cái chuyện này, cơ bắp bạn được kích thích rất là nhiều. Nên chúng ta tập gym, chúng ta phải hiểu về gym. Chứ đừng có sầm lờ có mấy thằng ông nội trên mạng. Ông má mày tập sai rồi, mày tập vô tay không vô lưng. Mày nổ cái body mày ra cho bố. Còn mày ăn dữ vậy á mấy em. Toàn cái lũ trẻ trâu không, mà thật sự mày đưa cái hình nó ra coi. Thằng đó xách hai ngón, đúng không? Nó thẳng. Còn mấy cái người á, người ta tập bự con rồi đó. Người ta tập bự rồi, người ta cũng không có comment nó kiểu ngu như vậy. Cái này nó phải có một cái âm mưu gì rồi chứ người thường không thể nào ngu như thế. Người thường không thể nào ngu như thế. Khẳng định với đồng chí luôn. Nó lên tay gần full cây gì đó nha. Nè nhìn cách tôi cảm nhận cái bài này nè. Tập bài đề dày không nhất con chuột, đập máy. Nó thật sự. Các bạn tập dumbbell chưa chắc nhất chuột nha. Chưa chắc. Thằng tập đúng nó nhất. Cái thằng tập sai không nhất. Mà 90% thằng tập sai. Thế thôi. Bạn muốn tập đúng được dumbbell và tập game phải 5-6 tháng. Chứ không có chuyện thằng nào tập mới 1-2 tháng vô đúng đâu, có đúng đâu. Đúng hình thôi, vô đúng tiếng. Nè. Ăn tiền chỗ này nè, không? Chỗ này nè, nó căng ra nè. Dumbbell sao làm được? Không có làm được. Vô. Nè, không làm được chỗ này nè, nó. Nó mượt lắm, nó im lắm. Cơ mà nó kích thích liên tục. Còn dumbbell nó kích thích rất có điểm dừng. Nó kích thích từng khúc, từng khúc, từng khúc. Cái này liên tục nha, mà thấy liên tục không? Cái liên tục ở đây á là mấy em phải hiểu nó về nó liên tục cái dạng cỡ như tần số. Chứ không phải liên tục là liên tục chuyển động vậy. Nó tức là cái cơ mà nó liên tục là liên nó giãn, nó co, nó giãn, nó co một cách rất là mịn. Wow. Thằng này nào đi học vật lý mà hiểu mày ơi. Lấy bóng đèn ra đi. Nó rồi, thí dụ nha, đèn led tần suất 100, đèn thường điện quang 50 ví dụ vậy đó. Tức là cái con mắt bình thường em nhìn không có ra. Em thấy ánh sáng liên tục mà biết nó là nhiều đâu. Nhưng mà mày lấy cái điện thoại mày quậy đi. Nó chớp tạc 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 trong đó đó. Mày có mắt điện thoại nó xịn hơn mắt của tụi mày. Chuẩn chưa? Nói chứ mắt mình với mắt điện thoại mình xịn không sao sánh được bạn. Con mắt mình nó auto chỉnh. Còn mắt điện thoại mà phải chỉnh bằng tay. Wow. Mẹ tao cà khịa ăn câu thôi mày đặt xó lá đam mày luôn. Tức là ví dụ như con mắt bạn đang nhìn tần số 50, nó quen mắt. Khi mà nó qua tần số 60 tự điều chỉnh. Wow. Còn máy phim á, tụi bay từ tần số 50 tụi bay chuyển qua tần số 60%, tụi bay chỉnh F. Chỉnh đi. Ông nói cái đó kêu là gì mày chỉnh T, không phải. Thằng F còn tiêu cự từ từ em nhớ coi. Rồi mày chỉnh tần số đi mà nhớ coi mày cái gì đi. Ở trong vật lý á, tần số là F. Bây giờ qua máy ảnh F là tiêu F là gì? Độ mở ống kính. Khẩu độ. Để con nhớ cái đó là gì mày? F, F.
chả biết chỉnh thì chỉnh tần số đi. Mày làm tao nói não quá. Cái bài này á, nè, khi lên là quan trọng. Nó không có thẳng tay vậy gãy cái lên nó phải cong xíu. Bài này nó không có, nó cái răng của nó cũng chưa được full lắm em. Khi mà anh em tập nặng á, đừng nên full. Nó nằm ở 1/2/3 cái răng nữa thôi nè. Ăn chuột nó không xé đẹp nữa thôi á. Wow. Hey. Full cây. Hôm qua đi massage cạo gió xong hơi nè, nó bầm luôn nè. Bầm bầm háng mà đau. Ê, không quay mày. Ủa, mới nói chơi thôi mà cứ đi địa mày hoài. Lên mạng fan tao nó tò mò à, nó làm gì massage cái gì bầm háng. Nó thật sự á, nhiều khi có mấy thằng tập tạ lâu năm nó cũng có con chuột nữa mà. Tập nó múa không đóng vô cơ. Bằng tập là phải có cảm giác mỏi. Nó mỏi trong lúc mình tập và nó về nhà nó nhức. Có thằng tập tỉnh tỉnh, tập rồi không mỏi, mệt thì có mà không mỏi. Có đó nha. Đó. Diễn cho sâu vô nha. Lửa vô em. Nó cái cuối đó tập dumbbell sao có được. Cái cuối nó khựng mà nó phải mượt. Chứ không phải nó khựng đứng luôn. Đó, nó khựng lúc đó là gì? Má neuron thần kinh đang kéo kịch. Nó nhức. Nó đã mà nó phải. Có mày tập giống bài này nhưng mình không ăn một bài này. Chúc anh Duy chỉ nha. Nói chung mà khi tụi nó không có tiền mua máy, tụi nó chế đủ kiểu mà em. Đó. Chúc anh Duy chỉ cho em hai bài nên bỏ. Hoặc là tập phải tập cho nó đúng. Hai bài, ba bài nên bỏ luôn. Khuyến mãi cho này. Nó thật sự là không phải vô duyên vô cớ mà anh Duy đầu tư tới hai cái hệ máy này bên quận 12. Một cái máy 20 triệu, một cái máy 80 cộng là 100 triệu. Đó. Cái máy 20 nó cho bằng cảm giác khác. Mà nói về cái sự hoàn chỉnh và đẳng cấp phải là cái máy này. Cái máy 20 nó chỉ bắt cấp trong trường hợp là thứ nhất á là bạn tập quá nặng đi, full cây rồi mà không phê. Hoặc là cái trường hợp mà nó kẹt máy này. Nó kẹt máy mà nhiều khi trong phòng gym có một máy bíp cha con nó đu vô tập chờ thấy mẹ luôn. Đó. Nên bạn tập ở THOL sẽ không có cảm giác chờ máy. Tại vì máy nào bíp anh Duy mua hai cái thôi. Tiền nhiều lắm mày ơi. Thật sự không có gì á. Nó có chung là có tiền mới làm phiền thiên hạ mấy em. Còn bây giờ tụi em tập gym mà 5 năm tụi em vẫn nghèo là tụi em sai chắc. Sai ở đâu thì coi lại đi chứ giờ ăn ẵn cái con khỉ gì. Có thằng nó chờ Duy xưa nó chuyện dễ thương. Giờ Duy nó từ ngày anh Duy có mẹ chứ có nhà Duy nó chuyện hay ghét. Ôi tao nói chuyện hay ghét sao mày không có mẹ chứ có nhà đi. Hồi xưa tao cũng nghèo như mày. Mày giờ tao khác rồi còn mày nghèo bền vững tẩy. Mày nghèo bền vững tẩy. Nó không bao giờ nó nhận ra được cái khuyết điểm, cái sai lầm của cuộc sống của tụi nó. Mà tụi nó cứ bất mãn cuộc đời. Tụi nó tưởng là cuộc đời này nợ tụi nó đồng tiền hay sao á. Nó nghèo quá là đổ thừa cuộc đời. Do mày sai thôi. Nha. Mình nghèo, mình cũng nghèo vừa vừa thôi. Thí dụ như bạn ngày xưa bạn lương 5 triệu, bây giờ bạn lương 10 triệu, không ai nói gì cả, tại bạn tiến bộ. Còn bạn hồi xưa lương 5 triệu, bây giờ cũng 5 triệu à. Thì có đó là mày dở chứ lại gì. Đúng không? Nó mấy thằng dở á, thường nó ngồi nó tâm sự, nó tâm thư, nó tình cảm, nó gọi là nó tình cảm một cái kiểu mà khó chịu cho người nghe. Chứ không phải nó dụ hụt dạng tình cảm dạng sẻ chia mấy em. Nên tụi em đọc comment video của anh đi. Đáng lẽ là anh không phải ngồi với nói những dòng này đâu. Hiểu không? Nhưng mà anh nói ra đó để cứu được đứa nào có thì cứu. Wow. Tụi bay giàu hay tụi bay nghèo cũng kệ mẹ ha tụi mày. Nha. Tụi bay phạm pháp, tụi bay ở tù hay tụi bay láo chó là xã hội rất coi thường. Nhưng mà dù gì cũng mẹ thằng cầm cục tạ với nhau. Vậy thôi. Trâu buộc đừng ghét trâu ăn. Thí dụ như tụi mày bị buộc đi, tụi mày nhìn tao ăn ngon đi. Tao đem cho chút cỏ. Wow.
Còn ví dụ như tụi bay tao buộc mà tụi bay ghét tao ăn, tụi bay ghét tao, tụi bay ra tao, tụi bay chửi tao, tao cũng cày bạ, tao cho vậy. Ví dụ như mấy em mở phòng game, mấy em chơi được, mấy em chơi ok, mấy em có tiền mua máy ok, mốt máy gì xài cũ gì chán gì mà cho. Gì xài cũ gì chán gì mà cho. Nhưng mà tao thẳng cho. Cho. Kêu xe ba gác tới tháo máy chở máy về đi. Wow. Còn sống mà lỗi với cuộc đời quá. Nói thiệt với mày á, cho thằng nào cũng có cho mấy thằng đó. Anh mày nói mày vừa giỡn vừa chơi đó. Mày vừa giỡn vừa chơi đó. Má cho nồi chuẩn bị cho tới rồi. Chuẩn bị cho rồi đó. Chừng năm nữa cho. Mày tưởng cho liền hả mày? Mới mua. Trời đất ơi, máy game năm cho à, ngon rồi. Bài này không nên cầm quá xa. Nhắc cái cầm luôn. Cầm như vậy là không phải. Ai cầm vậy là có bài hen. Anh nói thiệt chứ mày luôn, cầm vậy là có bài chứ không phải sai. Để anh chỉnh nhẹ nhẹ rồi anh cầm đi cho mày coi. Cầm như vậy là tập cẳng tay, tập cái phần cẳng tay nè. Đó, tạm giờ là tập cẳng tay nha. Mày chỉ được tập nhẹ thôi, tập vậy nè. Tập cái cẳng tay, không có lên cao. Đó, tập phần này nè. Đó thấy không, cầm này cứng ghê chưa, cầm này đâu cứng bằng đâu. Full cây trở lại. Tập vô tập bài này thôi mấy em. Một bài thôi là vô rồi. Anh Duy tập 2 bài. Bài này Duy tập 4 set. Bài kia anh Duy tập 3 set. Tổng cộng 7 set. Còn tụi em tập mới vô 2-3 tháng tập bài này tập 4 set về sụi mẹ ăn chuột. Xiền luôn á. Nhất là bài này mà có BT nữa nha, nó canh cho mày sụi luôn. Mở máy VIP nữa tập vô lắm. Còn cái máy giỏm á, cũng cái máy giống bây giờ luôn nhưng mà máy giỏm nha, tụi em tập không vô. Cái bài này mà tụi em tập nó cà sực là tập 7 rồi đó, nó không vô được. Bài này tập nó phải mượt phải liên tục. Chứ còn mấy cái máy á, mà rẻ tiền hài lắm em. Tập giữa chừng nó kêu bụp giống như sắp gãy xương á. Nó kêu mà nó lắc kinh lắm. À, cái điều quan trọng là như quên nói, có thằng tập vậy không đúng nha. Ồ, cụ chỏ mà để cho đây tầng bậy rồi đó. Cái thằng mà cụ chỏ mà để cho đây là cực kỳ tầng bậy. Nó tập đó nó gãy tay chết mẹ nó luôn á. Mà thứ hai nó tập lâu quá lủng mụn nên nệm dưới đây luôn. Tập tầng bậy cụ chỏ phải để gần đây nè ông thần. Đó, để vậy nè. Để cho nguyên cái cánh tay mà nó tựa vô này. Thấy không? Kéo lên. Tám cái rồi đó. Xuống nè, cho tao nè. Ma xuống từ từ nè. Một cái cuối thôi đó. Nó bằng 11 cái kia rồi đó ông nội. Má ơi, nó nhất không tưởng luôn á. Nhưng mà thôi, Di mà đang vui khuyến mãi thêm xét nữa nha. Chùa luôn em. Bảo đảm, hồi nãy 9 cái, giờ chắc 7 cái tập. ATP phục hồi chưa kịp chứ phần nó mỏi quá rồi đó em. Bài tập này mỏi lắm. Cái cuối nè, 7 cái đó. Cái này cái 8 nè. Rồi xếp đèn xếp máy qua cái máy 150 triệu đi mấy em. Anh minh họa hai cái bài nhảm cái. Rồi xong rồi kết thúc video nha. Sụi bà nó tay rồi, trời cái tay nó ú nu luôn nội. Nó không ra chuột sao nó ú như vậy. Ôi má tay ú à. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.